Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn nào đã thấy Hân rồi, mình đến đây Sala Stream Bar Group. Các bạn và các chị nào đã thấy Hân rồi, Sala Stream Bar Group chúc Hân nha. Và mình hôm nay mình sẽ tham gia mini game trả lời câu hỏi con gì có nhiều màu ạ. Các chị và các bạn nào đã xem nhiều, đã xem rồi thì comment giúp em cho em biết ạ. Con gì có nhiều màu, một câu hỏi cực kỳ dễ luôn các chị và các bạn ơi. Các chị có và các bạn có nghĩ ra không ạ? Rồi em chào hai bạn đầu tiên à. Rồi chào bốn người cùng xem à. Dạ em chào tám người cùng xem à. Rồi con xin chào Kiều Ni. Con tất kè hả? Con tất kè cũng là một đáp án khá đúng nhưng chưa trùng với đáp án của shop mọi người nha. Chưa trùng với đáp án của shop nha. Rồi, chào shop, chào Hội Hân nha. Con gì có nhiều màu là câu hỏi của chúng ta trong ngày hôm nay. Và mọi người nhớ là xe ba rất bất kỳ để mình cùng nhau trả lời câu hỏi cho con. Trả lời cho câu hỏi con gì có nhiều màu nha. Rồi, Hân Trần đã xe, NT Yến Vi đã xe. Chào Nắng Sài Gòn nha. Hello các bạn mới vào nha. Hello những bạn mới vào, con Công, chào Minh Châu ạ. Chị chào Minh Châu nha. Rồi, tất cả Hoa, Yến Vy, tất cả Hoa vẫn chưa phải đáp án của shop mọi người nha. Thu Hiền vẫn. Em mới học thêm ra, chào Minh Châu. Trời ơi, tội em quá. Giờ chị bắt đầu live thứ hai nha. Rồi, mình cố gắng, hôm nay các chị và các bạn ơi, mình cố gắng. Bạn nào, chị nào mới săn một set thì bây giờ mình săn thêm set, một set nữa, một combo nữa để mình được săn sale với giá 99.000 một bộ thôi các chị và các bạn nha. Rồi, em chào Nguyễn Hà Giang, con Công vẫn chưa phải đáp án nha. Hôn Thủy, con Công vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Tường Vy, chị thấy em nha. Rồi, con Công vẫn chưa phải đáp án của shop hàng trăm nha. Rồi, chị còn chào các chị và các bạn ơi. Xin chào tất cả mọi người, vào lại với shop nha mọi người ơi, nó có bị dính lên không? Vào lại với shop nha mọi người nha. Vào lại và cùng nhau tham gia mini game trả lời cho câu hỏi con gì gián đoạn. Rồi nhanh tay comment nha mọi người nha. Nhanh tay comment và trả lời cho câu hỏi con gì có nhiều màu. Sorry sắp quay cái view xíu. Rồi ok ổn định rồi. Con gì có nhiều màu đây các bạn ơi, chia sẻ vào bài group sau đó comment đáp án của mình nha. Mọi người nhớ chia sẻ vào bài group sau đó comment đáp án của mình nha. Rồi con bướm vẫn chưa phải đáp án chính xác nha các chị và các bạn nha. Rồi cả bảy màu vẫn chưa phải đáp án chính xác nha. Con gì nhiều mà con nhiều màu. Rồi con bướm vẫn chưa phải đáp án chính xác của mình nè. Con sắt kè vẫn chưa phải đáp án của mình nha. Rồi con bướm vẫn chưa phải đáp án của mình nha. Con cá bảy màu vẫn chưa phải đáp án của mình nha. Đáp án của shop sẽ là gì đây mọi người ơi? Bạn nào comment chung với đáp án của shop thì mình sẽ dừng lại ở bạn đó nha. Rồi bạn nào comment chính xác thì shop sẽ dừng lại bạn đó. Rồi nhanh tay trả lời cho câu hỏi con gì có nhiều màu bằng hai bước. Bước một chúng ta chia sẻ vào ba group. Bước hai chúng ta comment đáp án của mình đó. Và nhớ là mình chia sẻ thì mới được tính là hợp lệ nha. Có những bạn comment đúng nhưng mà không chia sẻ thì shop sẽ không đọc tên bạn đó được. Mình chia sẻ một lần trên trang cá nhân, hai lần vào group nha, càng tốt nha mọi người nha. Nhớ là chia sẻ một lần trên trang cá nhân, hai lần vào group, sau đó mình comment đáp án của mình nha mọi người nha. Và sau chương trình mini game chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình săn combo 99.000 tiếp theo nha. Và đây là live stream cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Các bạn và các chị nhanh tay vào và tham gia mini game nào mọi người ơi. Nhanh tay trả lời cho câu hỏi con gì có nhiều màu mọi người ơi, rất là rồi, dễ luôn. Con công vẫn chưa đúng, con vòng chưa đúng nha, con cầu vòng chưa đúng, con vẹt chưa đúng. Con gì có nhiều màu đấy các bạn ơi? Các bạn nào trả lời rất là nhiều con có nhiều màu nhưng bạn nào trả lời trùng với đáp án của shop thì mình sẽ dừng lại và trao quà cho bạn đó nha. Con sâu chưa đúng, con vẹt chưa đúng nha. Rồi con vẹt chưa đúng, con ngựa chưa đúng nha. Rồi con gì đây, con gì mà rất nhiều màu luôn các bạn ơi, rất nhiều màu sắc nha. Rồi con gì có nhiều màu quá dễ mọi người ơi, đâu không có khó đâu, con này rất là quen thuộc với chúng ta. Cố lên con gái chưa phải, con rộng, con gái là một đáp án rất là hay nhưng mà chưa phải nha. Cố lên mọi người ơi, con gì có nhiều màu đây? Con gấu bông vẫn chưa phải, con kỳ nhông vẫn chưa phải nha. Ok, con này rất là dễ luôn, rất là quen thuộc với chúng ta. Cố lên nào, bây giờ kéo view lên nào. Bây giờ mọi người ơi, kéo lên 100 view nào, shop sẽ bắt đầu lật từ nha. Lật từ sau khi được 100 view, mọi người ơi, kéo lên 100 view nào. 60 view rồi, còn 40 view để lật từ đầu tiên nha. 40 view để lật từ đầu tiên, con này siêu dễ luôn. Gợi ý một cái là ra đáp án liền. Các bạn ơi, nhanh tay, kéo lên 100 view nào mọi người ơi. Rồi, con ốc, con vẹt, con kỳ đà, con tức kè, con cá, con tim. Chưa phải các bạn
ơi, những đáp án đó chưa phải là trùng chưa trùng với đáp án của sóc nha. Con chó vẫn chưa phải nha các bạn ơi. Con chim vẫn chưa phải nha. Con tim càng không phải các bạn ơi. Con mèo vẫn chưa phải, nhớ là chia sẻ ba lần rồi mà hãy trả lời các bạn nha. Rồi con gà vẫn chưa phải, con người chưa phải, con ong chưa phải, con công chưa phải, con hổ chưa phải, con chó chưa phải các bạn nha. Rồi con người chưa phải nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào đã chia sẻ rồi thì mình nhanh tay cầm lên đã chia sẻ ba đáp cho sóc nha. Cho sóc biết nha. Rồi con gà chưa phải, con dung chưa phải, con kỳ nhông chưa phải nha, con lạc đà chưa phải nè. Rất là nhiều con đúng không các bạn ơi? Con gà chưa phải nha, con rắn chưa phải. Rồi con gì đây các bạn ơi, con gì đây? Rồi con chuột chưa phải, con ngỗng cũng chưa phải nha. Các bạn đừng quên xe ba rất bất kỳ. Một xíu nữa có bạn nào trả lời đúng mà chưa xe ba rất thì mình không thể nào trao quà cho bạn đó được nha. Con nào cũng có màu hả? Nhưng mà nhiều màu thì rất là ít con có nhiều màu các bạn ơi. Đúng rồi, con gì nhiều màu đây? Mọi người nhớ là chia sẻ vào ba group, sau đó chúng ta comment nha. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân, hai lần vào group nha. Và nếu mà mình trả lời đúng mà mình không chia sẻ thì sắp sẽ không có tặng quà cho mình được. Hay là cố gắng là chúng ta chia sẻ ba group, sau đó chúng ta mới comment nha. Rồi nhanh tay chia sẻ ba group, sau đó comment đáp lại cho câu hỏi con gì có nhiều màu. Và mọi người ơi, mỗi người hãy giúp sắp một tay, mỗi bạn hãy giúp sắp một tay kéo view nào mọi người. 100 view sắp sẽ bắt đầu lần. Ok, tắt kè hoa gần đúng rồi. Mọi người suy nghĩ đơn giản thôi, con này rất quen thuộc với chúng ta, rất rất là quen thuộc. Cố lên mọi người ơi, con gì nhiều màu đây, rất là quen thuộc, rất là dễ luôn nha. Con này rất quen thuộc với mọi người luôn mọi người nha, rất là dễ nha. Nên mình nhanh tay cầm lên cho sóc để các bạn biết nha. Con gì có nhiều màu đây, tắc kè bông nè, chứ phải nè, con tắc kè hoa chứ phải đâu. Mọi người bỏ qua đáp án đó đi, con đom đóm cũng gần đúng rồi. Con mắt chỉ có hai màu chứ nhiều. Con mắt chứ phải nha mọi người nha, con mắt chứ phải các bạn ơi, cố gắng. Và gợi ý với mọi người nha, từ này gợi ý đây mọi người ơi, nghe gợi ý nha. Từ này gồm hai từ, bắt đầu từ con, vậy là chúng ta chỉ cần đi một từ nữa nha. Đi một từ nữa, con gì mọi người ơi, con gì chỉ cần một từ thôi, bỏ qua cái đáp án dài đi. Con gì một từ thôi mọi người ơi, con gái gần đúng chưa phải đâu. Con kỳ nhâm một từ thôi mọi người ơi, con gì có một từ thôi, con gì một từ thôi. Con gì gắn liền với tuổi thơ mỗi người các chị các bạn. Rồi, rất là dễ nha, con gì có một từ thôi. Con vịt chưa phải nè, con chim chưa phải Bảo Trâm. Con ếch chưa phải Hà Giang ơi, con người chưa phải Hồng Hạnh ơi. Con cá bảy màu chưa phải, chỉ có một từ thôi mọi người ơi, chọn một từ nào. Con bướm gần đúng rồi, con sâu gần đúng rồi, con công gần đúng. Cố lên mọi người ơi, con tắc kè chưa phải. Con trai là con gì chưa con phải. Con trai chưa phải nha. Chưa phải nha, chưa phải đáp án của sắp nha mọi người nha. Nhanh tay comment cho sắp nha. Con gì cũng chưa phải nha, mọi người ơi, chưa phải nha. Rồi, rất là nhiều đáp án luôn các bạn ơi. Rất là nhiều đáp án mọi người nha. Con gì đây mọi người ơi, con gì nhiều màu. Chúng ta trời nãy giờ kể ra gần hết rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình chọn thêm một con nữa đây mọi người ơi. Có bao nhiêu con đó, con nhiều chưa phải mọi người ơi. Con nhiều chưa phải nha, con nhiều vẫn chưa phải mọi người ơi. Con ghét chưa phải. Cố lên, con gì có nhiều màu mọi người ơi. Con gì có nhiều màu đây mọi người ơi. Con gì có nhiều màu rất là dễ nha. Con gì có nhiều màu và gợi ý tiếp theo đây mọi người ơi. Con gì có nhiều màu, cố lên con búp bê hả? Có một từ thôi mọi người ơi. Không phải con diều mọi người ơi. Không phải con diều nha. Không phải con diều. Tiếp tục đọc cái bài của các bạn nào. Rồi con két không phải nha. Con trùng trùng không phải. Con ve không phải nha. Con công cũng không phải nha. Rồi con diều không phải luôn các bạn ơi. Con khỉ không phải nha. Rồi con diều không phải nha. Con công nhiều màu cũng phải luôn các chị và các bạn nha. Con gì đây bà, con gì đây? Con chó không phải nha. Con công chưa phải. Con công chưa phải nha. Rồi con kỳ nhông vẫn chưa phải nha. Và con gì có nhiều màu đây mọi người ơi? Con sen chưa phải nha. Rồi con sáo vẫn chưa phải nha. Đúng rồi, sắp đúng rồi. Gần đúng rồi mọi người ơi, gần đúng rồi. Gần đúng rồi và rất là dễ. Con cò vẫn chưa phải, con rít chưa phải mọi người nha. Con vẹt vẫn chưa phải nha. Rồi con tắc kè vẫn chưa phải các bạn ơi. Con dê vẫn, con dê vẫn chưa phải, con rồng chưa phải, con người chưa phải các chị ơi. Con gà vẫn chưa phải à. Rồi bây giờ mọi người ơi thì gợi ý con nha. Gà chưa phải nha. Con này siêu dễ luôn, tại vì có một cái giống loài mà cái con này nè. Cái đây là một cái câu hỏi mà nghĩa đen luôn á. Nói chung mình chỉ cần tìm ra con gì có nhiều màu thôi và rất là dễ mọi người đây. Đã kể gần hết rồi mà tại sao vẫn chưa ra cái con này ta. Con này rất là dễ luôn đó. Mọi người chỉ cần search Google, gợi ý cho mọi người search Google là sẽ có mọi người ơi. Sơn cú hồ đấy mọi người ơi, sơn cú hồ đi, ra con này liền. Cố lên, con cá cũng sung chứ phải mọi người ơi, nghe giọng chị này. Rồi chưa đến cái gì, rồi mọi người ơi, cố gắng nha.
con gì mà người con sứa chưa phải, con sáo chưa phải nha. Có người chưa phải, con này có trên Google, gợi ý cho mọi người là con này có trên Google nha. Rồi nhanh tay 100 người rồi, bây giờ chúng ta hãy kéo view lên để chúng ta lật tiếp từ tiếp theo nha. Và đây là từ con của chúng ta, có hai từ thôi mọi người, tìm từ còn lại đi. Con gì đây, con gì đây mọi con người, con gì đây mọi người ơi. Cầm, con cầm. Đường không phải nha, con khủng long không phải nha, con tắc kè vẫn chưa phải nha, con ma vẫn chưa phải mọi người nha. Được, con ma vẫn chưa phải nha. Đúng rồi, con gì đây mọi người ơi. Rồi lật, chuẩn bị lật đáp án đây, rất là dễ, không có khó đâu. Con này có trên Google sắp nói rồi mà, sắp nói là có trên Google rồi, rất là dễ. Rồi chúng ta 10 giây để chúng ta lập từ đầu tiên mọi người nha. 10 giây để lập cái từ này là ra đáp án luôn mọi người ơi. Rồi nhanh tay nhanh tay. Và nhớ là sắp chỉ tặng quà cho bạn nào đã chia sẻ một lần trên group, sorry, một lần trên trang cá nhân, hai lần vào group nha. Nếu mà mình chưa chia sẻ thì sắp sẽ không có ghi nhận đáp án của mình nha. Sắp sẽ không ghi nhận đáp án nha. Nên là mình hãy chia sẻ ba group sau đó mình comment nha. Bây giờ sắp sẽ lập cái từ tiếp theo nha, lập từ tiếp theo của cái con này nha. Gợi ý đầu tiên đó là con này có một từ. Gợi ý thứ hai là con này bắt đầu bằng chữ chữ gì đây đó. Rồi ok đã có bạn trả lời đúng, sắp đã có bạn trả lời đúng. Và nhớ là bạn đó chỉ được nhận quà khi mình đã chia sẻ đủ một lần vào trang cá nhân và hai lần vào group nha. Nếu mình chưa chia sẻ thì sắp sẽ không công nhận quà của mình nha. Rồi đã có bạn trả lời đúng nha, xin chúc mừng cái tên này đây. Xin chúc mừng cái tên Liên Liên. Xin chúc mừng bạn Liên Liên với đáp án là con vẹt nha. Sắp nói rồi, cái này có trên Google, mọi người chỉ cần gõ Google là ra đáp án thôi. Con vẹt là đáp án chính xác nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình gì đây, 99.000 một bộ nha. Và từ đây đến cuối live mình chọn đủ 2 bộ bất kỳ thì giá sẽ là 99.000 nha. Từ đây đến cuối live chọn đủ 2 bộ bất kỳ thì giá sẽ là 99.000. Rồi các chị và các bạn ơi, đừng quên chọn 2 bộ bất kỳ để có giá 99.000 mỗi bộ mỗi combo các chị và các bạn nha. Còn nếu như kết thúc live chị chọn duy nhất được một combo thì mình sẽ có giá 129.000 à. Rồi các chị và các bạn ơi, mình chuẩn bị qua một cái set đầu tiên như Hoan đang mặc nha. Bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng, viền tay xanh rất là xinh luôn các bạn ơi, viền hai sọc tay xanh rất là xinh nha. Và đi kèm với đó là một cái chân vẫy đan dây màu xanh lá rất là đẹp luôn các chị và các bạn nha. Màu xanh real rất là đẹp luôn. Và nguyên một set chắc là bị ẩn comment đó Trang Kèo ơi. Con từ đầu chị không có thấy đáp án đó nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nguyên một combo bao gồm áo sơ mi và chân vẫy sẽ có giá là từ 250.000, chỉ còn có giá là 99.000 thôi. Và mình nhớ là mua hai combo bất kỳ trong livestream này các chị và các bạn nha. Rồi nguyên một combo sẽ có giá 99.000. Nhanh tay comment cho em D15 và số điện thoại và địa chỉ nha. D15 kèm số điện thoại và địa chỉ à. Đúng D15 rồi. D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi ai muốn sang combo này với giá 99.000 và nhớ từ đây đến cuối là mình chọn đủ 2 bộ bất kỳ thì nhanh tay comment là D15 nha mọi người nha. D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. Rồi chúc cho Nhung Ngọc mã D15 nha, nhanh tay comment số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho Trần Tân Tài mã D15, ok, D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha để sở hữu combo này với giá 99.000 nha. Chúc cho Giang Bùi D15 nhanh tay comment địa chỉ luôn giúp sắp nha. Nhanh tay comment D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. Nhanh tay mọi người ơi. Comment D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp mình nha các chị và các bạn ơi. Nếu mà chốt combo này với hai combo bất kỳ sẽ có giá là 99.000 các chị và các bạn ơi. 99.000 mỗi combo cho hai combo bất kỳ nha. Còn nếu các chị và các bạn kết thúc live chỉ chọn được một combo thì comment cho em thì chỉ có giá là 129.000 nha. Rồi các chị và các bạn comment cho em D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em, comment giúp em nha. Rồi chúc cho chị Thùy Linh nha. Rồi chúc cho chị Minh Giang nha. Hai chị cho em địa chỉ luôn à. Rồi các chị và các bạn ơi nhanh tay comment cho em biết nha. Rồi chúc cho bạn số nhỏ nè, chúc cho bạn Lợi Đăng Khác nha, Lợi Đăng Khác. Rồi chúc cho các chị nha, các chị nào chưa có địa chỉ thì nhanh tay cho em địa chỉ à. Lợi Đăng Khác cho em địa chỉ nha. Chị Lợi Đăng Khác cho em địa chỉ nha.
kỳ số nhỏ trên địa chỉ luôn ạ. À. Đúng rồi, ai đặt hàng hãy comment ngay cú pháp D15 kèm số thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này 99.000 nha. Mọi người nhanh tay chọn combo này, quá dễ thương nha. Và chúng ta chỉ còn 30 giây nữa để chuyển qua combo tiếp theo nha. Và nếu mình không chọn đủ hai bộ bất kỳ mà kết thúc live mình chỉ chọn một bộ thì giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Hai bộ bất kỳ sẽ có giá là 99.000 một bộ mọi người nha. Nhớ là mình cố gắng mình chọn đủ hai bộ bất kỳ nha. Rồi các chị nhớ là cố gắng chọn hai bộ bất kỳ, em chuẩn bị qua mẫu rồi các chị và các bạn nha. Rồi hôm nay có set ống rộng không ạ? Hôm nay mình không có set ống rộng nha các chị và các bạn nha. Rồi một xíu nữa nếu mà kết thúc gần cuối live mà các chị và các bạn vẫn gọi lại thì em sẽ thêm combo set ống rộng cho mọi người cùng. Rồi bây giờ mình chuyển mẫu nha. Mình chuyển mẫu D16 nha. Combo là gồm váy và áo mọi người nha. Váy và áo gọi là combo nha mọi người nha. Và nhanh tay chọn cho mình hai combo bất kỳ trong livestream để được giá 99.000 một bộ nha. Hai combo bất kỳ để được giá 99.000 một bộ nha. 99.000 nha và sắp chuẩn bị qua mẫu nha. Bộ này là D16 mọi người nha, cũng 99.000 khi chọn đủ hai bộ bất kỳ nha. 99.000. D16 nha các chị nha. D16 nha. Đây là một cái áo trễ vai, một áo trễ vai nó có một cái đường nhún như thế này nha mọi người nha. Nó có một cái đường nhún chính giữa như thế này, rất là xinh luôn nha chị nha. Và phối hợp với lại một cái quần đan dây, một cái quần và một chân váy nha mọi người nha, một chân váy nâu đan dây cực kỳ xinh luôn. Đây là D16 nha chị nha. D16 nha. Ai thích mẫu này hãy nhanh tay comment D16 nha mọi người nha. Khi mà mọi người mua hai bộ trong ngày hôm nay thì sẽ được giá là 99.000 nha chị nha. Rất là xinh luôn chị nha. D16 nhé chị nha. D16 có số điện thoại giúp em chị nha. Đúng rồi, D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này 99.000 nha. D16 kèm số điện thoại. Sơ pin vào cho các chị thấy nha. Bộ này là D16 nha. Đó, bộ này rất là dễ thương. Ở dưới 55kg thì mình vô tân mặt nha. Dưới 55kg thì mình cứ vô tân mặt nha. Rồi nhanh tay comment D16 giúp shop nha. D16 giúp shop mọi người nha. D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. Vô chốt cho Tạ Thị Huệ D16. Comment luôn địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment vì đây là livestream cuối cùng rồi. Chúc cho danh Mỹ D16 nha. Danh Mỹ D16 ok nha. Rồi ai comment ai muốn sở hữu combo D16 nữa comment giúp shop nha. D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Ship thành phố Điện Biên Phủ là bao nhiêu? Ship chỉ có 30 hoặc 35 ngàn nha. Toàn quốc luôn 30 hoặc 35 ngàn nha các bạn nha. 30 hoặc 35 ngày nha. Đây là D16 và chúng ta tiếp tục lên D17 nha. Sắp có bán vệ sinh không ạ? À, Trần Hoài ơi, chương trình hôm nay thì không có vệ sinh nha, nhưng mà sắp có bán nha. Kết thúc chương trình nếu mà em muốn xem vệ sinh thì em cứ comment cho sắp để sắp sau cho em nha. Dạ mẫu bao nhiêu chị? À, mẫu cao 1m6 nặng 45kg nha. 99.000 khi chọn đủ hai bộ bất kỳ nha. 99.000 nha các bạn nha. Và nhớ chọn đủ hai bộ bất kỳ để được giá 99.000 một